Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 24 sách thực hành tiếng Việt và toán lớp 4. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa của môn toán lớp 4 thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2. Tất cả thầy đã làm đầy đủ chi tiết cho các em ở trên kênh rồi. Các em nhớ tìm để các em học nha. Và bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 40 để chúng ta cùng vào cái tiết học hôm nay. Chúng ta sẽ đến với cái bài số 1 này. Thì yêu cầu mình là tính này, 5 cộng với 3/8 này. Đấy. Vậy thì ở đây các em thấy này, đây là cái dạng toán gì các em? Một số này cộng với một phân số, đúng không? Vậy thì thực chất ở đây này thì các em sẽ thấy này, 5 có nghĩa nó sẽ là 5 trên mấy? 5 trên 1 cộng với 3 trên 8. Vậy thì giờ việc của chúng ta là việc chỉ làm sao các em? Quy đồng mẫu số thôi, đúng không? Đó, chúng ta chỉ việc quy đồng mẫu số này. Vậy thì mẫu ở đây sẽ là mấy? Là 8, đúng không? Ta sẽ nhân này. Nhân cả tử và mẫu của 5/1 với 8 này. Ta sẽ nhân là 8 nhân 5 là 4 gì? 40. Được chưa? Trên 8 này. Được chưa? Cộng với 3 trên gì? 3 trên 8. Được chưa các em? Đó, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 40/13/8. Vậy thì đây là cái cách mà mình làm diễn giải chi tiết ra để cho nó hiểu. Hoặc là cái cách khác này thì chúng ta sẽ làm tắt như sau này. Đó. Một số cộng với một phân số này thì sẽ bằng này, số đó này. Số đó này là nhân với gì? Nhân với mẫu này. Được chưa? Số đó này nhân với mẫu của phân số này và cộng với gì? Cộng với tử này. Được chưa? Đó, và giữ nguyên gì? Giữ nguyên mẫu. Đấy, vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta sẽ làm cái cách này nhá. Các em. Rồi, vậy thì đây sẽ bao nhiêu? 5 x 8 40, 40 cộng 3 là 40 mấy? 43 trên 8. Đấy. Nhớ nha. Đó thì thầy làm ở trên này để cho chúng ta hình dung ra. Đấy, còn công thức thì chúng ta sẽ là lấy số đó này nhân với mẫu này cộng với gì? Cộng với tử. Được chưa? Vậy thì đây mình chỉ việc điền kết quả là 43/8. Được chưa nào? Xong nha. Tương tự như vậy ở đây thì cũng giống như là một phân số cộng với một số hay là một số cộng một phân số thì cũng vậy. Vậy thì 4/5 này cộng với 6 này thì sẽ bằng cái gì các em? Bằng số đó này, tức là 6 này nhân với mẫu này là nhân với 5 này cộng với tử này, được chưa? Là cộng với 4 này trên mẫu giữ nguyên này, được chưa? Thì bằng bao nhiêu? 6 x 5 30, 30 cộng với 4 sẽ là 3, 34 trên 5. Đó, các em hình dung ra chưa nào? Vậy thì mình sẽ ghi đây là bao nhiêu? 34/5. Đó, nhớ cái công thức này nha. Rồi, câu tiếp theo này. 5 trên 7 mà cộng với 4. Đây, 5 trên 7 các em cộng với 4 này, thì sẽ bằng số đó này, tức là 4 này, nhân với mẫu này là nhân với 7 này cộng với tử là cộng với 5 trên gì? Trên mẫu này, được chưa? 4 x 7 là 28, 28 cộng 5 là bằng 3, 33 trên 7. Được chưa? Đó, rất là nhanh đúng không các em? Nếu mà chúng ta nắm được nguyên tắc và cách cộng một phân số với một số hoặc là một số với một phân số nhé. Rồi, sang bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu mình là tính câu A này. 5/6 trừ 3/6. Vậy thì đây là trừ 2 phân số gì các em? À, đây là trừ 2 phân số cùng mẫu. Thì mình chỉ việc lấy tử của phân số thứ nhất trừ tử của phân số thứ 2 và giữ nguyên gì? Giữ nguyên mẫu. Được chưa? Vậy thì 5 trừ đi 3 thì bằng 2. 2/6. 2/6 là một phân số mình có thể rút gọn được bằng cách chia cả tử và mẫu cho
cho 2, 2 chia 2 được 1, 6 chia cho 2 thì được 3. Đấy thì sẽ là 1 phần 3. Được chưa các em? Xong nhá. Rồi tương tự như vậy câu B này, thì mình sẽ lấy này, tử phân số thứ nhất 16 trừ tử của phân số thứ hai trừ cho 8 này. Được chưa? Trên mẫu. Được chưa nào? Vậy thì 16 trừ 8 thì bằng mấy các em? 16 trừ đi 8 thì bằng 8 đúng không nào? Trên 7, như vậy 8 trên 7 là phân số đã gì? Tối giản rồi. Rồi, tương tự như vậy ở đây cũng là trừ 2 phân số cùng gì? Cùng mẫu. Mình sẽ lấy tử phân số thứ nhất trừ tử của phân số thứ 2 và giữ nguyên mẫu là mẫu, mẫu chung là 4. 15 mà trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 6, đúng không nào? 6 trên 4 như vậy. Đây là phân số chưa tối giản, chia cả tử và mẫu cho 2. 6 chia cho 2 thì được 3. 4 chia 2 bằng 2. Được chưa? Đấy, xong nhá. Rồi, sang bài số 3. Bài số 3 thì yêu cầu mình là tính nè. Cộng 2 phân số cùng mẫu nè. Đấy, đây là cộng 2 phân số cùng mẫu nha. Thì mình chỉ việc làm sao? Lấy nè, tử phân số thứ nhất nè, cộng tử của phân số thứ 2 và giữ nguyên gì? Nguyên mẫu nè. Được chưa? Thì sẽ bằng mấy đây? 3 trên 6. Như vậy 3 trên 6 thì chia cả tử và mẫu cho 3, mình sẽ còn là 1 phần gì? 1 phần 2. Dễ như ăn kẹo đúng không? Rồi, sang phép tính này. Nhìn vào đây, chúng ta thấy nè, 5 phần 8 nè, cộng với 1 phần 4 nè. Vậy thì hai anh này nè, mẫu là khác nhau. Mẫu của phân số thứ nhất có thể chia được mẫu của phân số thứ 2. Nên mẫu chung ở đây sẽ là mấy? Là 8, đúng không? Vậy thì anh này sẽ làm sao? Giữ nguyên. 8 chia cho 4 thì được 2. Đó. Có nghĩa là gì? Nhân cả tử và mẫu của anh này với 2. Đúng không nào? Thì 5 trên 8 mình giữ nguyên nè. Đó. Cộng với nè, 2 x 1 là 2. 2 x 4 là 8. Đó. Vậy thì đến đây mình đã làm được là thành 5 phần 8. Được chưa? 5 phần 8 nè, cộng mấy? 2 phần 8. Thì giờ là giống như bên này đúng không? Cộng 2 phân số cùng mẫu sẽ là 5 cộng 2 trên 8. Vậy thì 5 cộng 2 là 7 và giữ nguyên mẫu là 8. À, xong nha. Rồi câu C nè. Mình có là 3 phần 4 nè, trừ 1 phần 3. Vậy thì đây là hai phân số lại làm sao? Khác mẫu. Mình sẽ phải quy gì? Quy đồng. Vậy thì mẫu số chung. Đấy, mẫu đây gọi là mẫu số chung đúng không? Sẽ là 10, 12. 12 chia cho 4 thì sẽ được 3 nè. 12 chia cho 3 thì được 4 nè. Hay nói một cách, chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nè, là 3 phần 4 này nè, nhân với gì? Nhân cả tử và mẫu của nó cho gì? Mẫu của phân số thứ hai. Đó, thầy làm rất là chậm rãi từng bước nha. Trừ phân số thứ hai sẽ lấy cả tử và mẫu của nó nè, nhân với mẫu của phân số thứ nhất. Đúng chưa? Đó. Rồi, thì sẽ bằng bao nhiêu? 3 x 3 là 9 nè, 4 x 3 12, trừ 1 x 4 là 4, 3 x 4 10, 12. Đấy, đến đây sẽ bằng bao nhiêu các em? 9 trừ 4 trên 10, 12 bằng 5 trên 10, 12. Được chưa? Vậy thì mình viết vào đây chỉ cần viết cái phần gì đã quy đồng nè, sẽ bằng mấy? À, sẽ bằng mấy đây? 9 5 trên, mình đang làm bài C mà đúng không? Đây bài này nha.
sẽ là 9/12 nè. Trừ mấy? 4/12. Được chưa? Các em viết nhỏ lại nha. Rồi sẽ bằng 9/4 à, trên 12. Và nó sẽ bằng 5/10/12. Được chưa? Xong nha. Rồi bài D. 5/9 à, trừ đi 1/4 này. Vậy thì các em cũng lại thấy hai cái phân số này mẫu nó khác nhau. Thì mình phải tìm mẫu chung ở đây, mình sẽ nhân chéo nó lên nhá. Rồi sẽ bằng này, nhân cả tử và mẫu của phân số thứ nhất với mẫu của phân số thứ hai, tức là 5/4 này. Thầy không viết bước là 5/4 nữa nhỉ. 5/4 thì bằng 20, trên 9/4 là 36, trừ phân số thứ hai thì chúng ta sẽ nhân cả tử và mẫu của nó với mẫu của phân số thứ nhất, tức là 9/1 là 9 nè, 9/4 là 3, 36. Được chưa? Rồi, đến đây thì quá đơn giản rồi đúng không? 20/9/3, 36. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu? 11/3, 36. Được chưa? Đó, vậy thì giờ chúng ta hoàn thiện thôi. Đây sẽ là mấy? 20/36. 20/36 trừ 9/3, 36. Vậy thì nó sẽ bằng mấy? Bằng 20/9/30/36. Và nó sẽ bằng 10/11/3/36 nhé. Được chưa kìa? Xong nha. Và mình sẽ cùng đến với bài số 4 nào. Bài số 4 người ta cho này. Hộp thứ nhất đựng. Đây mình sẽ ghi nè. Thầy sẽ tóm tắt nè. Hộp, gọi là hộp 1 đi. Đựng là 2/3 kg kẹo. Hộp thứ hai đựng ít hơn, tức là hộp 2 nè. Hộp 2 đựng ít hơn hộp thứ nhất 1/4, tức là hộp 2 thì sẽ bằng 2/3. Trừ đi gì? Trừ đi 1/4 đúng không? Đấy. Vậy thì giờ người ta hỏi cả hai hộp này này là bao nhiêu kg? Đó, vậy thì nhìn vào cái tóm tắt này của thầy chúng ta biết ngay có mấy lời giải rồi đúng không? Lời giải thứ nhất mình phải tính số kg kẹo hộp, hộp 2. Sau đó mình mới tính được cả hai hộp. Đúng chưa nào? Rồi vậy mình sẽ trả lời vào đây nha. Số kg kẹo hộp gì các em? Hộp 2. Hộp thứ 2 đi nhá, cho nó đúng đề bài nha. Hộp thứ 2 đựng là, được chưa? Đấy sẽ là hộp thứ nhất 2/3 trừ đi 1/4. Và giờ nhiệm vụ của chúng mình là sao? Làm cái này ra giấy nháp. 2/3 các em trừ đi 1/4. Vậy thì đây rõ ràng là chúng ta lại phải quy gì? Quy đồng nè. Rồi, sẽ là 4/2 là 8 nè. 3/4 là 10, 12 trừ nè. 3/1 là 3, 3/4 10, 12. Đó, vậy thì sẽ bằng 8/3/10, 12. Và nó sẽ bằng mấy các em? 5/10, 12. Được chưa? Đó, vậy thì mình sẽ ghi đây là mấy? 5/12. Và đơn vị đây là kg gì? Kẹo. Rồi, vậy thì đến đây bạn nào cũng có thể làm được đúng không? Số kilogram, số kilogram gì? Kẹo. Cả hai hộp đựng là, đúng không? Đó.
mình sẽ lấy số kg kẹo của hộp thứ nhất là 2/3 cộng với số kg kẹo hộp thứ hai mình vừa tính xong, 5/10, 12, được chưa? Đó, bây giờ mình sẽ tính này. Đây nhá, mình sang đây đi cho nó dễ này. 2/3 kem cộng với 5/10, 12. Vậy thì mẫu ở đây sẽ là bao nhiêu? 12 đúng không? 12 chia cho 3 thì đây sẽ được 4 à. Đó, thì mình sẽ nhân cả tử và mẫu của nó với gì? Với 4 à, vậy thì 4 x 2 là 8. 3 x 4, 10, 12. Được chưa? Cộng với 5/10, 12. Được chưa? Bằng bao nhiêu? 8 cộng 5 là 10, 13/10, 12. Đấy, như vậy thì nó sẽ bao nhiêu? Cả hai hộp sẽ là 13/12 kg. Đúng không? Rồi mình kiểm tra lại xem nào, trừ đúng chưa? Đâu phép tính trừ đâu. Đây, trừ đây đúng không? 2/3 thì nhân lên nè, 4 2 là 8, 3 x 1 là 3, 8 trừ 3 bằng 5, đúng rồi. Như vậy thì mình vừa tính xong là nó bằng bao nhiêu? 13/12. Đó, 13 này, phần 12 kg. Và các em ghi đáp gì? Đáp số nè, 13/12 kg kẹo. Được chưa? Xong nhá. Rồi sang bài số 5. Bài số 5 người ta gọi là một cái bài đố vui. Đó, các em nhìn vào đây, các em sẽ tìm ra những cái quy luật này. Ở cái hình thứ nhất này, các em nhìn thấy 2/3 này, 13/5 này, 1/5 này. Vậy thì vì sao nó có quy luật này? Thì chúng ta sẽ thấy nè, để ra được cái quy luật này nè, thì chúng ta sẽ lấy số thứ nhất nè, 2/3 nè. Đấy, kem cộng với số thứ hai nha, ở đây là chúng ta cộng nha, cộng với số thứ hai nè là 1/5, thì nó sẽ ra là 13/15. Đó, tức là hai số này cộng với nhau thì sẽ ra cái số ở cái ô hình thoi đây nè. Các em hiểu chưa? Hai số này cộng với nhau thì sẽ ra cái số này. Hiểu chưa nào? Đó, tương tự như vậy ở bên này thì cũng sẽ là 1/7 nè. Các em cộng với 1/2 nè, thì nó sẽ bằng 9/10, 14. Đó, vậy thì đây là cái ví dụ người ta đã làm cho mình. Như vậy thì giờ mình tìm cái số này là số nào? Thì mình chỉ cần lấy cái gì các em? 4/7 kem cộng với 1/3. Vậy thì việc làm này bây giờ mình chỉ cần sao? Quy đồng thôi. Được chưa? Thì sẽ bằng 4 x 3 là 12 nè. Được chưa? 7 x 3 là 21 cộng 7 x với 1 là 7 nè. 7 x 3 là 2. 21. Được chưa? Sẽ bằng 12 cộng 7 trên 21. Được chưa? Thì 12 cộng 7 sẽ là 10, 19 trên 21. Đấy, vậy cái số mình điền vào đây sẽ là số mấy? 19/21. Dễ chưa? Đó, quy luật là vậy nhé các em. Rồi, và đến đây thì chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 1. Và đừng quên chia sẻ cái video này cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường các em nha. Rồi, tạm biệt các em.